Rồi, hôm nay đi hái cherry bà con. Ờ, coi chuyến nhóm okay. Cái chuyến đi này 19 người. 19 người tất cả. Coi những người này là những người trong hội tập tai chi đó bà con. Cái này họ đi họ múa võ này trong thời gian mà xuống núi đó. Thì trước khi mà xuống núi thì ghé qua cái cherry này để coi. Múa võ này. Múa coi như tung chưởng. Tung chưởng coi cherry nó có rớt xuống không? Nếu mà cherry mà nó không chịu rớt xuống thì mình phải lấy tay mình ngắt. Đánh mì. Là chị mai giờ tung trưởng coi chơi gì rớt không nè, trong cây. Dơ. Đây chị mai cầm dơ nè, tung lưng lên bờ. Mình đi về hả? Đi. Đi. Ok, rồi giờ bắt đầu hái coi như tạm thời cũng đủ đi. Tại vì nếu mà tham thì hái nhiều đó. Cái về nhà ăn không kịp, để nó hư đi. Thì cái dàn bên này là dàn 10 đồng một ký. Còn nó ngọt hơn bên kia, trái lớn hơn. Còn bên 6 đồng thì nó nhỏ hơn chút. Thì cái vị ngọt thì nó cũng tương tự vậy thôi. Nhưng mà cái trái bên này thì lớn hơn. Thì mình đại khái mình hái chắc khoảng chừng 3-4 ký gì đó. 3-4 ký ha. Cái này có chừng 3-4 ký à. Coi gần đầy xô, như là nửa xô thôi. Vậy cũng đủ mệt rồi. Đó, thì cái trái mà trái màu đỏ như thằng này nè, màu đỏ như là hay vàng á, thì cái trái này nó đang còn non, nó chưa có được chín nhiều, thì là cái vị nó chua. Còn cái thằng mấy thằng này nè, cái trái mà nó tím này đây bà con, đó, cái trái nó tím nhiều hơn á, thì cái nó đã chín rồi, thì nó ngọt hơn. Wow, chạy máy của mình nó chạy. Ok. Rồi tạm thời đưa máy nha bà con. Thì coi như hái ít thôi, hái nhiều quá anh không kịp. Anh không kịp để nó hư đi. Rồi bye bye nha.